khi lên mạng internet nó mới là cái nơi để chúng ta phơi cái bộ mặt thật của mình ra. Còn tất cả những ông nào ấy mà cứ sống gọi là ẩn giật ấy, là một, thứ hai là lúc nào vỗ ngực tao lên là giỏi lắm thì nó rất là khó, đúng không? Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn sống bởi một lớp mặt nạ che đậy bản thân mình. Lúc nào chúng ta cũng sợ này, sợ điều này, sợ điều kia, và rất là nhiều cái thứ nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là cuộc sống của chúng ta nó trở nên sao nhãng, đúng không? Vậy thì ở đây nói về khía cạnh vận hành doanh nghiệp thì công ty Supervet và công ty Phúc An cũng là một trong những công ty mà được chúng tôi đưa vào cái hệ thống quản trị nhân sự cực mạnh để giúp cho hoạch định công việc kinh doanh một cách trơn tru, hiệu quả và thành công. Vậy thì mỗi một công ty ấy, thì cái khía cạnh vận hành doanh nghiệp nó cũng là những cái cực kỳ quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên khi mà nhắc đến cái vận hành doanh nghiệp ấy, thì mỗi một công ty nó sẽ có kinh nghiệm, nó sẽ có những cái bí quyết khác nhau, ở đây cũng không thể so sánh được. Tại vì nó, nếu đã vận hành doanh nghiệp nó liên quan đến chỉ số EQ, nó liên quan đến con người, nên chúng ta cũng không thể so sánh được. Tại vì mỗi một người sẽ có những cái tài năng thiên bẩm, sẽ có những cái bí quyết riêng mà chẳng ai biết được. Chúng ta chỉ có thể dựa vào điều duy nhất thôi, ở trên mạng internet hay là dưới offline, đó chính là so sánh về cái marketing và bán hàng. Các bạn chỉ có thể so sánh về marketing và bán hàng. Vậy thì nếu mà chúng ta so sánh về bán hàng trước đi, bán hàng trước thì nó lại liên quan đến doanh thu, nó liên quan đến bán hàng tiền mặt, đúng không? Vậy thì thứ nhất là ở hiện tại bây giờ, nếu mà công ty Supervet mà đi so sánh với các công ty khác nhau ấy, thì chúng tôi sẽ so sánh cái việc là thứ nhất là cái thời gian mà công ty của chúng tôi hình thành trong vòng khoảng tầm 6 tháng trở lại đây, đúng không ạ? Bắt đầu những cái sản phẩm đầu tiên ra khoảng tầm tháng 12 gì đấy, thì tôi cứ tính là từ đầu năm giờ nó có khoảng 6 tháng thôi, thì nó đã tạo ra được một cái thế trận cực kỳ mạnh ở trong ngành nông nghiệp rồi, trong ngành thú y rồi. Cái thứ hai là nói về khía cạnh là bán hàng tiền mặt, thì hiện tại bây giờ công ty thuốc gì Supervet cũng là một trong những công ty gần như là bán hàng tiền mặt 100%. Tôi không có bán chịu cho ông nào cả, tại vì thực ra giá cả rồi nó mọi thứ chúng ta đến với nhau, kết nối cùng nhau cùng phát triển. Còn nếu mà đến để mà bán chịu hay để mua chịu thì tôi không chơi quả này, nên là tôi không bán chịu nhá. Vậy thì đấy là cái khía cạnh bán hàng. Còn nếu mà nói về doanh thu ấy, thì nó khó lắm. Ví dụ như là một công ty mà đã ra đời được khoảng từ 3 đến 5 năm rồi, đương nhiên là họ sẽ có một cái khoản doanh số nhất định, đúng không? Nhưng một cái công ty ra mà trong vòng 6 tháng mà có thể tạo ra một cái mức doanh số khủng như thế thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam này cũng chỉ được xếp hạng thôi. Tại vì có rất nhiều công ty họ nói rằng họ bán rất là nhiều, nhưng mà nhân sự thì nó lôm nhôm là một, thứ hai là cái liên quan đến cái doanh thu ấy, thì công nợ với là tiền mặt rồi doanh số nó lẫn lộn, nó không có một cái quy chuẩn gì cả. Đó. Vậy thì ở đây công ty Supervet mới ra đời khoảng tầm ra đời khoảng từ tháng 7 năm ngoái và bắt đầu chính thức bán sản phẩm dịch vụ khoảng tháng 11, 12 đấy, thì nó mới có khoảng tầm 6 đến 8 tháng thôi. Nhưng nó đã có thể làm như thế thì là một điều tuyệt vời rồi. Bây giờ các bạn lên trên mạng internet hoặc các bạn đi lang thang ở đâu, các bạn sẽ nhìn thấy Supervet, đúng không? Nhìn thấy Supervet bởi cái logo Supervet này. Các bạn lên trên mạng các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm của Supervet, nó có một cái cờ đua M1 đấy, nó có mấy cái ô vuông cờ đua M1, nhìn đâu cũng nhận dạng là ngay lập tức, đúng không ạ? Vậy thì đấy là những cái chiến lược mà liên quan đến bán hàng và marketing.